bình trời, bình trời, bình trời, chứ không phải bình thường. Qua cái vậy, cái từ từ cái ngưng lại, bắt đầu tiến lên, đi từng chập, sống có cơn, không có cơn. Thì vậy nó kéo dài. Thì từ đây nếu mà bắt đầu cái năm mèo này rồi tới năm hội nữa dồn luôn, thì đi tới luôn, dồn luôn, không có nghỉ nữa rồi. 12 năm dừng lại cho cái chút rồi. Cá là tàu lặn, tàu chiến rồi đó, ở Biển Đông đó. Mà chừng nào nó tránh, nó tránh chưa? Tới đời đã khởi trời ơi, Đông Tây Nam Bắc, ô thôi tưng bừng giặc trẻ lớn, chưa từng ngỏ thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho động đất trời nghiêng, nhân sanh chết chóc muôn thiên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, mà giờ nó chưa có lắp giáp, nó chưa đánh, nó nghiêm không à. Máu cho đầy khắp chúng cùng nơi, còn đâu mạng số con người, nếu không trưởng phước có ngồi thế gian. Thì nếu chúng ta không tu, không làm phước đức thì ai cứu mình không nổi, trời chắc cỡ chết trong cảnh đó. Bây giờ nó chuẩn bị không à, chưa tới ngày. Mẹ trời đúng lực, đúng cái lịch mới được. Ha, đúng cái lịch là Đức Thầy có ghi là năm rồng, rắn, ngựa, dê thì để đó tới biết liền. Phương Nam rạng ngọc tới lòa, lưu ly hổ phách mấy tờ, cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực. Quân cùng thần tháo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng mà chào người dân tu. Tại sao Phật nói là rước lương đóng mà rước chân tu về chào, mà hai cái này không hạnh bằng nhau không? Không người được rước, không người được chào. Cái rước cái này mình không nhau cho vui. Một người được rước, một người được chào. Rước tôi lưng đóng mà chào người chân tu. Vậy cái ông chân tu thì ông lưng đóng này, hai ông này bằng nhau không? Hai khác nhau. Rước bởi vì cái phương tiện mình ở cái ngày lập hội, cái người rước là cái người không có phương tiện lại, không có phương tiện hả? Không phương tiện lại. Thì tôi là người rước, là người cho nên lúc bây giờ núi nổ nó dưng ông Văn Thù mất đi rước lên về mới được, chứ thôi ở các nước nhiều người tu lắm, bây giờ phương tiện đâu vậy? Phải rước mới được hả? Không rước làm sao máy bay tàu chiến đâu có máy bay đưa đò đâu mà đâu có xe tải cả. Người rước đó là tốt lắm, cái trung trực ngay thẳng, tánh hạnh tốt, là người là trung căn nghĩa khí đó, là tôi đóng rước chưa có phép thần thông. Còn ông dân tu này, ông tu chân tu không có dướng mắt rồi cho tao có thần thông tôi bay dù dù ta lại tiền hộ chân tu là tu không dướng mắt. Bây giờ ta đắc đạo rồi, ta có thần thông cho nên ta về ta dừng hỏi nè, đọc nghe nè. Cả ngồi trên sư tử người lựa ngựa chiếm bằng tiếp chi ông tới cọp nhìn diễn ngồi trên lân ai nấy thì nghiêm chỉnh đến điều ông không phải không? Có nhiều thiên ẩn nơi ưu tịch muôn triệu năm cách biệt hồng trần ngài ái điều giới hạt đằng dân thế đi chút mừng tới đằng dân với rõ tao lợi chứ bộ về chào mấy ông mới tới mừng em mới tới hỏi mấy con này đâu có cái đâu hết trong cái dân thầy đó mới phải tôi đáp nhặt đáp đúng rồi ở bên dạng đi huynh đệ cái thầy không nói hết đâu, bây giờ phải mượn phương tiện là nói mình đáp chứ không để viết hết thì cũng giảng dày dày sao đọc đã có trình độ khá quan thì đọc bên kia nọ hiểu thế mở mang thêm á. Cũng như Đức Thầy viết giảng nhưng mà viết hết trước này thiên phó. Dạ Đức Thầy có tiết lộ là những sấm chiều sư cô Thầy dân đến kiếm một chi thì biết. Thầy có biết thêm. Hay là căn trình truyền sấm mấy lời ngày nay vẫn giống như Thầy Văn Kỳ. Ở chúng nói vậy, giống vậy. Như vậy nói như nhiều chỗ. Giờ mình tìm hiểu mình học, mình nhớ mình kể lại thôi. Chứ đâu phải mình biết. Mình học mình thuộc nhớ kể lại thôi. Vậy cho nên cái ngày đó, đó là cái ngày đại hội đó. Thì anh em mình là được dòm thấy mấy cái gì từ các cõi tới về dự hội trong dưới lắm đây. Một cái phần rước nói rõ hơn là cái phần này chưa có thần thông như vậy. Cái ngày núi nổ bốn miếng trong thần không rước mấy ông về luôn chết luôn. Bắt đầu nước với chết, nước ngắn hạn với cũng chết, hồng thai cho bắt vô cũng chết, không mưa cũng chết, cái gì cũng chết hết. Cho đi rước đây đem vô trong thành đi chắc ăn rồi. À, còn người chân tu cái ngày đại hội nó mới về. Bây giờ hội ta đến ta chúc tụng thánh đức, chưa có nhiều vị từ các khỏi tới về mặc sức cái mà coi
quá phép lạ biết bao mà phải. Thấy không? Cái này nó chính từng mai nhạc tổ tiêu thiêu kìa. Nhạc trời gian dậu không trúng, mặt sức cái dòng trời. Dòng khắp giống rồng mây chơi giỡn nó biểu diễn cho mình coi. Bởi cho nên Đức Thầy nó hiền lành chừng đó xuống dài nha. Quân thần rộng lạc mấy ngày vô chơi luôn. Nó ta mới mừng cười nhìn xem Ngọc Đế vô trời tinh thân kìa. Bây giờ các ông tu đi rồi mấy ông dự hội Long Hoa, Long Dân, Long Đình có đủ hết. Có bao nhiêu đó mình mới tu đó. Em ông giới thiệu ham mới tu. Bởi vì bây giờ ráng tu với ông anh Tư mà Đức Thầy có nói là ngọc báu quý ẩn trong Long Đỉnh muốn tìm kiếm đó biển ấn công đó. Bây giờ vậy là ngọc báu quý là cái ngọc sao anh Tư nói nghe cái ngọc báu quý. Bây giờ cái thằng này chích phải hai nghĩa. Dạ. Hai nghĩa. Một là Đức Thầy nói về sự á. Là chỉ cho ở Thất Sơn Tiếng Ngẫu và Quy Cầu Diệt Kim có lầu đài núi Cấm. Phương Nam Đặng Ngọc chối lò lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung. À, thì như vậy là ở miền Nam nước Việt mình có cái núi bãi núi là có núi Cấm là cao. Ở trong Nam đỉnh phía Nam nó có một đỉnh núi cao có cái lầu đài thành vàng điện ngọc của Minh Dương, tức là lầu đài núi Cấm lộ Nam Mai. Đức Thầy biết cho biết vậy mà quý mật nó đài khi dán kẻ làm tâm sẽ đến mà xem ngọc muôn màu cái tu làm đèn lầu giang đốc người xem mắt. À, ở trong Nam đỉnh vậy thì khi ấy Thất Sơn Tiếng Ngẫu thì dỡ mấy núi này ra thì tự nhiên nó hiện lên. Không, bây giờ nói về nãy giờ kể về phần đó cũng nhiều rồi, thôi bây giờ trở lại cái chương trình mà ở trong Nam đỉnh về sự cái lý tu. Con người muốn tu giải thoát thì chính cũng ngọc báu quý này, tu đắc đạo tức là của báu quý. À, ở trong Nam đỉnh thì Nam thì chỉ về tâm đỉnh ở trên đầu, mà Đức Thầy giới thiệu là kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức. Không, mọi người tu mà không có tâm không có trí gì tu cái gì. Đúng như rồi. Ở trong tim não người ta nhiệm màu có đủ răng mà phát minh. À, cái cổ báo này tức là mình tu để chứng huệ có quả có phát huệ được và có đạt được mục đích. Thì hôm nay chúng ta cái cổ báo này chính là ở trong tâm và tâm trí thôi, chứ không có tâm trí ông tâm trí đó ở trong Nam đỉnh. À, Nam chỉ về tâm phải tịnh thân, đỉnh là ở trên đầu bóc này. Thì hôm nay chúng ta Phật nói tới đây là pháp tu thiền. Ủa cho những bậc tu thiền mà Đức Thầy có dạy tu thiền đúng hay không? Mình đắc đạo hay không như nơi tâm vị trí. Mà nếu tâm mà hỏi vậy chứ cái tâm là cái gì? Anh em mình biết cái tâm là cái gì? Thường thường lúc này nó kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức. Cho tâm đừng đánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sự mình cho trơn. Cái tâm là chủ mình, làm sáng suốt cái tâm là đó rồi. Thôi giờ mình giải nghĩa một cách cho nó mau lẹ đi, nói để anh em không hiểu. Cái tâm á là cái linh hồn của mình. Cái linh hồn đó là cái tâm của mình đó. Cái tâm là cái linh hồn. Mà hồi khi nó ở ngoài xác á, nó chưa đi đầu thai đó, thì nó là cái hồn mê chưa giác ngộ được hoàn toàn, cho nên gọi là cái linh hồn. Mà khi nó nhập vô xác này thì linh hồn nhờ xác là tập hợp, cho nên cái biết của nó là nhờ bộ óc này và lực căn này. Thì như vậy là cái hồn đó đó Đức Thầy trở gọi là cái tâm. Nó ở trong xác gọi là cái tâm. Nhưng con mắt thường mình không thấy cái hồn ở trong xác mình. Mà Phật thấy à. Phật thấy cái hồn. Rồi khi ấy mới tu á. Được, nếu mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, nó tiến qua lên rồi. Sau khi chết thì ra khỏi xác á, thì nếu mà không tu á, thì khi nhắm mắt hồn liền khỏi xác thì quỷ vô thường dắt xuống thiên đình. Nhưng người có tu được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Phật dùng một cái danh từ khác là thành thức. Cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc được thì có cái liên quan quá thân, tức nãy nói là có cái cánh đó, con sen. Thì sau khi mạng chung chết thì thần thức nhập thai sen sinh hồn. Thần thức là gì? Thần thức là cái hồn mình nó biết hơn cái bình thường, cho nên nó lên gọi là thần thức. Nó biết hơn cho nên dùng cái danh từ thần thức. Và người danh từ thần thức là chỉ cho cái người tu được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái người tu được phát huệ mà thanh tịnh rồi phát huệ, Phật gọi là pháp thân. Tính xong món nợ lần thân thất vọng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Thì pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân nó có phép, gọi là pháp. Lúc bây giờ cái linh hồn chúng ta có phép rồi, chúng ta sức nhập tự tại được, vô ra được bình thường. Dạ Đức Thầy dùng cái danh từ pháp thân mà hay là dùng cái danh từ kim thân cũng như cho ông còi toàn hảo. Cội sân si cũng phải tảo trừ. Cội sân si là cái gốc mê muội, mà chúng ta muốn diệt cái gốc mê muội phải diệt sớm. Tảo là sớm, từ sớm mới được chứ từ trễ tôi cũng kẹo nha. Cội sân si cũng phải tảo trừ mới đem về giác tánh chân như, là không bị loạn động nữa. Thì nó trở lại chúng ta được có cái kim thân. Mà kim thân này như thế nào? Hình tướng nó là màu ánh sáng vàng nha.
cái linh hồn của chúng ta lúc bây giờ chuyển hóa lại là một cái linh hồn kim thân, thần thông tự đại. Kim thân là tốt rồi đó. Kim thân là cái thân bất hoại, nó quý như vàng, quý như vàng, ánh sáng như vàng. Hôm nay chúng ta kim thân thể hiện, tức là thấy được cái kim thân của chúng ta. Dừng rồi, hiện nay chúng ta đã cạo. Bởi cho nên Đức Thầy mới nói là ngoài cái phụ du của trần thế, có cái gì không di không dịch, diễn diễn dần còn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan mà u minh cho phủ, thấy con người ở cảnh nó hết già hết khổ hết quả báo luôn rồi. Thì đó là kim thân, kim thân thì hiện nhất từ tứ thánh, mình ra khỏi lục đạo rồi, đâu còn ai bắt bớ gì nữa đâu. Ra khỏi tâm giới rồi. Thế vậy là chứng vào cái quả lên xuống nước bàn của giới Phật. Ở cho nên tu mà có kim thân rồi phải đoạn diệt đủ thứ hết trơn mới tới đây. Thập ác đi trước nè, dục căn lục trần, thất tình lục dục đoạn xong hết rồi thì nó mới hoàn chỉnh được. Vào chánh định, gác bát chánh đạo vào chánh định thì chúng ta mới tiến hóa được cái này. Anh Tư ơi, hồi nãy nói qua cái ngọc báu quý trong năm đỉnh hay quá. Bây giờ để xin hỏi anh Tư cái nha, thọ giáo anh Tư cái này nha, cho tôi rõ nha, tôi cũng chưa nắm cái này nha. Cái câu mà thầy nói là tam châu hữu ngạn lị nhớ xa đó, thập bát chư bang động căn hoa, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thứ kha đó, trong bốn câu giảng của lị tam châu đó, huynh Tư huynh giải dùm cho nghe bốn câu đó. Trong bốn câu đó tôi thấy hay quá mà tôi chưa hiểu nè. Cái câu này nó dính níu cái thời sự mà cái này nó nhỏ nhỏ thôi, nó mỏng mỏng thôi. Cái câu này nó dính níu thời sự mà khi mà cái ngày mà nói chung là ngày Thất Sơn Tiến Lỗ đi. Dạ. Mà Đức Thầy chỉ cho tôi cái hữu ngạn. Đó mà hai bữa trước đó, tôi có bàn với một cái ông đạo, ông ở cái chỗ Tam Châu. Mà cái này mình nói mình bàn với nhau thôi chứ cũng chưa biết phải làm không. Nhưng mà cái độ chừng tôi là như vậy. Tôi hỏi vậy chứ anh ở đâu? Anh nói tôi ở Châu Thành. Châu Thành hả? Cái ba châu Châu Thành thì cũng được coi. Châu Thành là ông ở dưới ha, ở mà Châu Thành, Châu Phú của mình là Châu Đốc. Tôi hỏi vậy anh ở xứ này, anh ở Châu Phú, Châu Thành, Châu Đốc, ba cái này nó liền phải không? Ba cái này nó liền. Rồi bỏ cho đi xuống nó nằm phía Phương Đại. Đi dòng sông nè. Thì nó đi theo dòng sông. Thì như vậy anh biết hữu ngạn là biết Vinh Thải rồi, nhưng mà Vinh Thải sông Hồng đi xuống thì cái ngày đó nó là Thất Sơn Tiến Lỗ mà quy cổ về tiên, các ông đi về đây mà không được vô cửa quẩy số hai đó mà ở ngoài chơi thôi, giặt nó quánh tới đó nó dậu rồi nó ra. Bây giờ cái cổng số 2 là cổng gác tưởng. Cổng gác tưởng. Thì từ cái mặt sông đi vô cả mười mấy, 8-9 cây số, 10 cây số đi vô mới đụng ba cái hàng đầu, ba cái cổng này nè. Thì các ông ở ngoài chứ. Vô không được chết, không có bốn chữ bốn xương hơn, trời mà chết luôn, ở ngoài cho chết luôn. Phải nó vô tao phải. Mà thập bát chưa ban động gian qua thì cũng qua đánh luôn, tại cái rừng đó đó nó dạ chậm đó nó lộ ra trong người ta rào lại bằng thiên ra đi giọng hết. Mà ai có bốn chữ vô trường thượng cho vô. Hãy theo cái biết của tôi nghiệm là với ông đạo vậy là cái chữ tam châu là châu đất và châu bốn và châu thành, ba cái này nó ba cái châu liền. Mà từ đây là dạ dồn đó mà vô cửa được nữa chết cho luôn. Còn bên kia là giặt năm tướng coi bánh xuống thì mới độ nhân giáo không khác rồi. Còn bên đây sao mày xuống chuông kinh là bên đây cái phía này khác nữa. Còn đi qua chợ lớn mà không cái gì là khác nữa. Còn cái chỗ này là quan trọng chỗ này chết tại đây. Cái đầu ghé nhà chơi mà ý nói vậy đó. À, cái này tôi chỉ nghĩ là tam châu là châu Đốc, Châu Phú và Châu Thành. Dạ. Ngài vô cửa không được ở ngoài đó trời chết. Dạ. Nó liền đường lỗ rác không à. Rồi cái câu mà thập bát chư bang động căn hoa đó là thập bát là 18 nước, mình có nắm được 18 nước không? Cái này là tôi với học Đại Cương mà tôi có đọc qua, nhưng mà của ông Bổn Sư có ghi. Dạ. Bây giờ mình nói tắt đi. Dạ dạ. 18 nước này là nó là hùng cường anh hùng không à. Nước nào cũng mạnh hết trơn. Có Việt Nam nếu siêu à. Tức là cái này cũng như là cầu thủ đá banh mà Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật rồi không? Cầu thủ đá banh cũng như vô vòng bán kết vậy ha. Dạ nó đại gì đó không? Thì mấy thằng đó nó Đức, Úc, Ý nữa, mấy thằng đó giàu mạnh không à. Mấy thằng bự ha. Mấy tranh cầu thủ được. Chứ còn mấy người yếu vô không nổi.
thì nhưng mà có ghi rõ từ nước từ nước, nhưng tôi đọc chỉ nói đại cương thôi. Và mình xem biết được nhiêu nước, nói nhiêu nước thì tổng số là cả nước mình luôn là 18 nước. Dạ. Nhưng mà biết được nước nào nói nước mấy. Thôi giờ mình đọc chung đi. Vậy Nga, Tàu, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Úc cái gì. Dạ. Tân Tây Lan gì có ghi trong đó đó. Rồi cái câu mà tới tiếp tục câu thứ ba là dương gian mãnh thú, trừ tầng ác dương gian mãnh thú, mãnh thú là sao? Hai mãnh thú này, hai thứ thú. Dạ. Một á là con người mình á là cái tâm ác, người hình người làm giọng nữa. Con người thú rồi. Thiên đình ngày muốn siêu tiêu cho rồi. Mà cái quần yêu á, thời xưa là trận phong lần khởi đó, mấy con thú nó lấy quái đó nên giết con cái cho trời. Mà con người mình lòng lan dạ thú nó cũng là nó đó. Rồi phần thứ hai nữa là phần vô vi, đến cái ngày mà thất sơn tiếng nổ là mấy thú trên rừng núi nó xuống. Cái đó là mấy thiệt tình đó, cái con nó thiệt đó nha. À, còn con người mình đó là mình với mình giết nhau, tranh đấu với nhau là cái tâm nó là tâm giả thú. Hai thứ lận, thứ đi đầu thai làm người, thứ thằng kia nữa nó còn phải lợi nó tu hành hành nữa. Dương gian mãnh thú trời tầng ác. Thì chết cũng bị cái lòng tàn bạo của người gây nên. Cho nên Đức Thầy có viết cái đoạn văn này: Tam thiên lục bá văn năm trần, khóc cử lăng tâm với mọi dân, tà quái hạ nguyên khác chiến. Thấy không? Chỉ tà quái là mấy con thú không hả? Nó đầu thai làm người, tàu nó không dữ lắm, nó có giặt nó không có chết nữa. Chết như chết vậy. Khá chiến là nhớ nó có giặt rồi đó. Nhưng câu sau là ớt điên, chứ không gặp. Thôi giờ nói nhỏ nhỏ, ớt gặp tới. Còn cái chỗ mà dương gian mãnh thú trừ tàn ác, Lê Thứ Hậu Lai Cổ Tức Ra, tầng ban hậu hận tiên di động, là tiên tri là nguyên nó sẽ đánh mình trả thù một trận rồi sao. Nam Quốc Lương Nhân Ký Linh Sa, người nào có tu rồi thấy cái việc chết chóc đó, còn nào không tu coi chừng nhảy vô chỗ chết đó luôn. Hồn qua đời hội Lương Dân Quyết, chỗ nào đông đảo rồi chỗ đó là phải khổ rồi, không thấy chết chóc rồi. Nhưng mà có cái chỗ mà ngay cái chỗ dư đảng dọc ngang đó Quỳnh Tư, chỗ đó dư đảng là cái sao là nó kể cái này chỗ là cướp dư đảng phải không, dư đảng mà dọc ngang. Câu này nhiều anh đang bình luận lắm, nhưng mà cái ý tôi thì ý như thế này. Chữ dư á, dạ đọc cái chữ dư. Đảng nào cũng không thua đảng nào. Dạ, nói liên tục. Dạ. Đảng nào cũng không thua đảng nào hết trơn. Nhưng mà ngoài các đảng ra, ủng hộ anh Tư. Dạ. Anh hùng ngang dọc nhất là đại đạo. Dạ. Dọc ngang, anh hùng ngang dọc mà đi đứng không ai làm gì được người ta. Nó mới gọi là anh hùng ngang dọc. Dư đảng dọc ngang, cấp ma ha là chỉ cho đại đạo. Chỉ có Phật đứng khử trần mới được không? Dạ. À. Dư đảng dọc ngang cấp ma. Dọc ngang là ngang dọc đó. Ngang dọc anh hùng lấy là nhau, không đảng nào hơn đảng nào nữa. Ngoài các đảng ra chỉ có Phật mới được. Dọc ngang anh hùng nhất là chỉ Phật mới gom thu được. Chỉ cho cấp ma ha là đại đạo. Mà đại đạo mới sẽ giải quyết vấn đề. Đại đạo là lớn, rộng lớn đó rộng anh Tư. Dọc ngang là đi đứng không ai cản mình. Dạ. Rồi đủ thẩm lực, đủ quyền hành mới giải quyết được vấn đề này. Bởi cho nên cái nghĩa này là cái nghĩa ý bóng thôi. Chứ nếu mà giải nghĩa theo tôi thì chắc thụ quyền nghĩa lụi trên chân tự mà không chịu đâu. Tầng ban hậu hận viên di động, năm quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu dân quyết, dư đảng dọc ngang cấp mà ha. Bây giờ các đảng nó tranh đủ thứ hết trơn trời, mà không có đảng nào rồi đảng nào trơn, đánh giết liệt bẹt trơn trời. Bây giờ ngoài thấy có xuất hiện chưa ra, bây giờ thấy có xuất hiện không anh Tư? Bây giờ mình nói thí dụ như giả sử như Nga, Ukraine rồi bên bển nó như vậy là chiến tranh xảy ra như vậy là có phải là cái đảng như vậy là đang đánh ở bển không hay là sao? Thì bây giờ phe đảng là phe, nhiều phe nó đánh nhau, giờ phe này nó nấu gậy phe kia gậy nó nọ, nhưng không giải quyết được gì hết. Còn ngoài các đảng ra thì có đại đạo giải quyết à, cấp ma ha mà, cấp ma ha đứng ra giải quyết mới được. À, cho nên Đức Thầy chỉ nói một câu mà. Sau này là Thầy giải quyết ha? Tự nhiên, tình nhiên thông báo, đổ máu cũng đơn khùng mới nó chơi à, chứ ba thằng khủng. À, thì các đảng nó giành đã thèm rồi nó quánh không được trơn, giờ ông Phật nó chơi thôi à, thì các nước nó phải phục hết. Nhưng mà nó chơi mà làm được à, chứ không phải nó chơi mà làm được à. Cũng như chẳng hạn ông ổng nằm ở đường dầm nao ổng hoành hành rồi, tụi nó đem máy bay tàu chiến gì nên nó vận dụng không được, nó làm gì không được trơn, nó thay về nữa thua không vậy thôi. Nó không phục thì nó chống lại sao nổi với Phật, ổng lỡ ổng thả ra nữa sao.
Thật ra không chịu ấy, tôi thả ra nữa, thả ra quậy mấy ông chơi rồi, tôi không biết thân chứ đừng nói. Thành ra cho nên như đảng dọc ngang cấp 2 là cái nghĩa của tôi, ý tôi là như vậy thôi. Chứ tôi cũng không dám nói là trúng hay không. Bởi vì chữ dư là ngoài rồi, ngoài các đảng, các cấp 2 không có tranh với ai hết. Nhưng sau cùng cấp 2 đứng ra lãnh đạo là như vậy. Dọc ngang là anh hùng, ngang dọc đi đứng lấy lừng. Chỉ có cấp 2 giải quyết mình. Có câu gì nữa là anh Tư? Mà bây giờ nó đã có chưa hay là bây giờ có chưa hay là sau này chừng nào mới có anh Tư? Cái câu mà thầy nói là cha nọ bồng con vợ khóc quà đó, tan nát sớm viền khổ dữ a, nhà không cửa ở nói trước nếu chẳng tin lời khổ thiết tha đó. Trong bốn câu đó là anh Tư coi giải dùm bốn câu đó anh Tư. Cái này nó cũng có một đoạn rồi. Dạ. Nhưng chưa hết đâu, còn dạ. Nữa. Còn nữa ha, nó có rồi nhưng mà nó còn nữa ha. Còn nữa. Bây giờ mình thấy nó diễn biến rồi, mấy trận trận đánh lớn là nó có rồi. Dạ. Nhưng mà cái đó là mới có mở màn sương sương thôi. Dạ. Sương mà thấy vậy rồi. À, cha nợ bồng con vợ khóc quà đó, xách đồ xách gói chạy tùm lum. Tan nát sớm làng khổ dữ ha. Nhà cửa thì tan quan nhà không kẻ ở bỏ đi rồi. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Mà bây giờ nói ở đây là nói với mình ở đây tại đạo mình. Ngày sau nếu mà chúng ta sẽ gặp cảnh này à, sẽ thấy cảnh này luôn. Sẽ có nữa ha. Còn nữa mới mở màn sơ sơ hả. Dạ dạ. Còn nữa còn vậy. Còn chưa. Nó có dính với câu mà no chiều rồi lại đối mai đó không Quỳnh Tư? Thì nó dính luôn. No chiều rồi lại đối mai, dương trần sắp dứng bệnh trời từ đây đó. Khuyên trần sớm liệu bắp phai cháu rau đa dạ cho qua tháng ngày đó. Rồi theo mà mình nghĩ coi là mình thấy nó chiều rồi lại đó mai. Dạ. Dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây là bệnh trời có chưa anh Tư? Bệnh trời nó mở màn 2 năm của quyết đó là nó mở màn rồi. Đó là bệnh trời. Dạ. Nhưng mà nó mới có mở màn vậy ha, còn nữa. Dạ. Còn nữa. Mở màn qua mới sơ sơ vậy thôi ha. Cho mình 2 năm cho biết thôi á. Cảnh sao bây giờ thôi. Sao bây giờ tôi thấy là đâu có hết anh Tư, tôi thấy trên đài bây giờ hình như Trung Quốc bây giờ nó còn rầm rộ dữ lắm anh Tư. Nó mới sơ sơ. Mới sơ sơ vô cái đầu của chú thà. Cái nó lớp lớp chết cho tao vô số nha. Cái câu mà nãy tôi đọc qua vợ con vợ khóc quà đó, tan nát sớm ràng khổ dữ a đó, như vậy là nó có dính líu gì bên Thổ Nhĩ Kỳ mà chết gần 50.000 người đó, như vậy nó có dính đó không anh Tư? Đã nó cũng dính rồi mình bằng nhỏ. Ví dụ như 10 mới dính có 1 hà. 2 hà, chút hà, còn nữa. À, khắp thế giới là cửa nhà tan nát rồi. Còn này mới có tầm mới có cái thành phố nhỏ nhỏ gì của nó chưa có tới đâu à. Tôi sao tôi nghe giờ thầy nói nhiều câu sao tôi nghe sao ấn ấn của anh Tư, anh giải mấy câu này coi. Cái câu mà thầy nói là mặt nước biển lô nhô lặn hợp đó, chim đua bay cái lội trên mồi đó, ngọn thủy triều nô nước sụp xuôi bầu trái đất một phen lưu chuyển đó, rồi như vậy là chim sao rồi cá sao, tôi không gành chỗ này anh Tư, anh nói nghe anh Tư. À, thôi bây giờ mấy cái này là nó diễn biến rồi, chim là chỉ cho máy bay. Dạ. Cá là tàu lặn tàu chiến rồi đó, ở biển Đông đó. Mà chừng nào nó tránh, nó tránh chưa? Tới đời đất khởi trời ơi, đông tây nam bắc ố thôi tưng bừng giặc trời lớn chưa từng ngỏ thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho động đất trời nghiêng nhân sanh chết chóc muôn thiên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, mà giờ nó chưa có lắp giáp, nó chưa đánh, nó mềm không à. Máu cho đầy khắp chúng cùng nơi, còn đâu mạng số con người nếu không chuyển phước con người thế gian. Thì nếu chúng ta không tu không làm phước đức thì ai cứu mình không nổi trơn trời, chắc cỡ chết trong cảnh đó. Bây giờ nó chuẩn bị không à, chưa tới ngày. Để chờ đúng lực, đúng cái lịch ha, đúng cái lịch là Đức Thầy có ghi là năm rồng rắn ngựa dơi thì để đó tới biết liền ha. Cái câu gì mà thầy nói là mèo lui rồng tới ba dây vĩnh đó, rồi thế giới chiến tranh khích nổ bùng đó, là đó, đó là hồi đệ nhảy thế chiến cũng làm vậy. Vậy đại đam nó cũng giống vậy thôi à, cái đó cũng có qua rồi hả anh Tư? Qua rồi thì đi chiến cũng vậy. Mèo kêu bá đánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều lần lăn lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào canh khuya gà gáo mới đầu mới ngưng là dừng ở đây đó, chưa có hết đâu, ngưng là dừng ở đây cái đi. Nói ra nước mắt dân 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 biểu dân đừng làm nhẫn làm hung lại dừng lại đợi cái có ngày cũng xả bẩn đi nữa, tới nó đụng vô trận thứ ba này là kêu tức bốc luôn. Bởi chừng nào mà dương gian mảnh thú trường đàn ác mà cái Lê Thứ Hộ La Thủ Thứ Tha tầng ban hậu hận đi rộng đó. Đó, đó là tới mình à, tầng ban hậu hận đi như rộng hoặc tiên duy nhất rằng mình sẽ bị giặt năm nước nước miên nó sẽ qua mình một trận dữ lắm, thì chuyện đó là mới tới luôn tới mình.
à, cả thế giới luôn. Cái câu mà nói còn một trận mưa tầng nắng sở gì đó phải không? À, cái này à, thì mình cũng nói được. Thôi giờ cái đoạn văn đó là đoạn khổ. Dạ. Nhưng mà ừ, trong cái đoạn khổ đó là hiện ý giờ mình muốn nói là sao này nó có đó. À, chỉ mình hiện giờ ở trong cái đoạn đó đó. Còn ở trong cái đoạn đó đó. Chưa qua. Ngủ niên những lượt cái hàng đó. Mình hiện giờ trong cái khoảng đó đó. Hay là 5 năm lục mạc có hàng thử thì cũng nằm trong đoạn đó. Chưa có qua khỏi được 5 năm lục mạc đâu. Nó còn là đó. Chừng nào hết cái 5 năm lục mạc đó đó. Thì mình mới tới đời mới lập đời. Chịu cho đủ cái nghiệp, cái quả báo đó. Chúng sanh phải chịu khổ đủ số rồi mình thì còn cái gì nữa đâu nói. Cảm ơn chú Tư. Cái ngủ niên dự lượng cơ hàng đó là chúng ta nó ở trong cái khoảng đó đó. Rồi năm nay á, thì đếm ra đó là cái năm thứ tư tí sửu dần mẹo thìn, tí sửu dần mẹo thứ tư đó. Thôi bây giờ mà anh Tư giải cho tôi câu này, tôi cũng chưa hiểu câu này nữa anh Tư. Một câu nữa thôi nha anh Tư. À, anh giải cho tôi nghe cái câu này tôi cũng chưa hiểu nha. Cái câu mà thầy nói chinh chinh bóng xế về tay, chinh chinh là sao bóng xế về tay là đói nhìn chẳng thế mà sát tay ê hề gì đó. Nghe mấy câu này sao tôi ghê quá anh Tư. Giải mấy câu này nghe. Chinh chinh là nó cũng như mặt trời nó nghiêng về đây nè. Dạ. À, lúc mình không đèn. Cái đó là cái đó là sự nói về cái lý của mình đó. Dạ. Chỉ về cái hướng. Yeah. Chim chinh bóng xế về tay đó nhìn thằng thấy sắc tay đó thầy. Yeah. Thì bây giờ đó, đức thầy tiên tri trước rằng là ông châu về hướng tây, bên ông châu là hướng tây nó khởi sự trước, rồi nó sẽ đi qua tới hướng tây của mình đây là mình giáp với Campuchia, nó sẽ tính mình cái nữa. Đó nhìn thằng thấy sắc tay thầy, thì đức thầy tiên tri trước là cho mình biết sẽ gặp cái cảnh khổ về hướng tây. Mà bóng xế là nó đã qua xế chiều, cái ngày đó là cái tận cùng của cái buổi hạ môn nó hết rồi. Bóng xế là mặt trời nó xế chiều cũng lặn rồi, muốn hết nó hết rồi, tháng rồi chỉ cho cái đời tới đó là nó mòn nó hết rồi, còn chút nữa là nó lặn luôn rồi. À, chỉ hướng, chỉ hướng, nhưng mà hướng tây nó diễn biến hướng tây. À. Ờ, vậy là anh Tư nói quá hay. Thôi bây giờ thì nãy giờ anh Tư cũng nói nhiều rồi thì chúng tôi đây cũng là xin chân thành cảm ơn anh Tư nói ra những bài pháp và cho cô bác có tu là nói cả cộng đồng thế giới này. Thì một lần nữa tôi thay mặt anh em ở đây cũng xin chân thành cảm ơn anh Tư, chúc anh Tư được nhiều sức khỏe ha. Có một điều có điều tôi nhắc lại lần nữa nào, ai bất cứ ở đâu cũng vậy hết, phải ráng lo cúng sáng cúng chiều là niệm Phật. Hả? Để mà mình đủ điểm trên để giúp mình. Chứ bằng không cầu ơn trên tiếp, mình không thể nào tự lực hơn. Dạ. Tới nỗi đâu. Bởi vì sớm với chiều gắn chiến nguyện cầu kia mà thì sẽ được tòa chương được đấy. Tòa chương là tòa lầu đài của Minh Dương. Mà hôm nay mình không tu không tới đó được đâu. Không ăn chay niệm Phật làm lành không nổi đâu. Mà ăn chay không nổi thì hiểu chung. Vậy thôi. Nhắc nhở cho bà con vậy thôi. Dạ. Nếu chúng ta thiếu cúng lại, thiếu sự cầu sinh là không bao giờ được. Còn cái bổn phận hành thì trao tâm luyện tánh cho minh chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Trơn là không vướng mắt 10 cái ác đó nha. Yeah. 10 cái ác không vướng mắt. Bởi vì nó có 10 cái ác, nói giờ thật thiện thật ác thì mình chúng ta đã phạm vào đó nhiều quá rồi. Yeah. Mà hôm nay chúng ta diệt 10 cái ác đó, thì chúng ta trở thành người hiền. Mà người hiền thì được giữ hội luân quá sớm về thượng quân thánh đức. Bởi nó tu trì nguyện ước cầu may thượng quân hồi phục là an cư. Tại sao tu trì mà nguyện ước cầu may là sao? Tu mà không lẽ có hên xui may rủi. Tu trì là người tu giữ giới, cho nên cũng như Phật nói là ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si. Cầu may là cầu gì? Cầu may là cầu trở lại cho mình trở thành người tốt để mình sống đời thượng quân thánh đức là gọi là an cư. Chứ không có hên xui à, tu không có hên xui may rủi à nha. Để sửa sao cho tốt có gì hội long qua được. Sống đời thượng quân thánh đức mà nó chuyển biến liền tới đây. Vậy là ước trăm họ nhà mình có cánh ha, đồng ba về cực lạc một đàn ha. Cái đó là người ước trăm họ nhà mình có cánh, nhắc lại một cái là người đắc phúc lên Ấn Độ. Dạ, có được dạ. Cái hoa sen ở tên thương cực lạc. Dạ. Ngài dự hội Phật mới cho đem bông sen tới đây, rồi dự hội xong rồi Phật cho lên tàu sen bay về cực lạc. Dạ. Mới để xuống A Phật Bảo được. Rồi tới ngày đó là đi tập thể đó. Tới ngày đó là liên qua nuôi nở nụ cười rước tôi đang đóng chào người chân tu. Rồi thôi bây giờ chào anh Tư luôn ha. Cái rước tôi đang đóng chào người chân tu là rước dự hội.
Dạ. Thì hội thì lúc đó mình có mặt với nhau. À, có mặt. Hiện hành chắc chắn là anh Tư nha. Chắc chắn là anh Tư là làm tròn hết trơn. Anh Tư có hội là chừng đó xuống dày. Dạ. Quân thần cộng lạc mấy ngày vô chơi. Anh Tư bây giờ là nói là hay quá đó, nhưng mà còn làm cái nữa là được, là hoàn toàn là gì đó. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem một cái vô chơi thân. Mà nói được thì nói, nhưng làm được hay không là do mình. Nói chứ bây giờ là chạy xe là phải có bằng lái trước tính sao, chứ không có bằng lái rồi chạy gặp giao thông sao, phải không? Làm được hay không là do mình. Đúng rồi. À? Trước hết bây giờ muốn chạy xe Honda phải có bằng lái chứ. Dạ. Bởi vậy bây giờ chạy giỏi mà không có bằng lái cũng gặp công an à. Thì học đạo mình cũng vậy, giáo lý của Đức Thầy đưa ra đây mình phải biết, mà thầy nó tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo. Nếu không tìm, không hiểu hiểu cái nghĩa làm sao đắc được cái đạo, phải không Quynh? Đúng vậy đó. Đó vậy đó. Nên tới ra hôm nay thì Quynh nói quá hay, thì tôi cái người mà hiểu đạo cái việc mà nói đắc đạo á, đạo của mình nó có nhiều chỗ đắc. Nhiều chỗ đắc. Dạ. Chứ không phải một cỡ, một chỗ. Bị học nó có thượng trung hạ. Lớp nào đậu vào chỗ nấy. Tiểu học thì đậu có bằng tiểu học, trung học có bằng trung học, đại học có bằng đại học. Dạ. Chứ đâu phải là một. Dạ. Thì bây giờ tùy duyên của mỗi người. Dạ. Thôi, đạo... vậy cũng cảm ơn anh Tư ha. Dạ. Ý tức là Kỷ Dậu, mà năm Kỷ Tỵ. Thì tới đây là ấp Dậu, tới là Kỷ Dậu ha. Kỷ Dậu. Dục túc đạo đồng tiếng Thủy Nguyên, chư an điềm tỉnh sĩ danh hiền, sa di đông hải chi thiền nhạc, nam đỉnh ngọc đài. Dậu Kỷ Tiên. Nghe chữ Kỷ. Lời thương ơn là nghe chữ Kỷ. Kỷ Tiên. Kỷ Tiên. Bây giờ cái câu dục túc đạo đồng tiếng Thủy Nguyên nè, ý nói mình tình thương đó, thì cũng như con chim bất chim quyên, thương với nhau chứ đừng bỏ. À, chứ ban điềm tĩnh chỉ danh hiền, Đức Thầy nó lặng yên có thể đưa người lại. Nếu Thầy ra dạy đạo, không biết ông này là ông nào. Chuyện này các nước trên thế giới nó dòm quá, Đức Thầy là ông nào. Nếu Thầy khen Nhật, sẽ duy tâm mãi chi tìm nhận. Nhật đó là cái đạo Phật nó thịnh thành, nó mới đây. Mà những lính nó đều đạo tộc không à. Cho nên Đức Thầy nói là sẽ duy, cái này nó mới tu nhào đạo, nhưng mà nó chi thiền nhận. Nó biết khúc nhạc đó Thầy hả? Cho nên khi ấy nó đưa Thầy về đại miền Tây, nó đâu có chịu. Thầy như Đông Hải chưa tìm nhà, không biết trong người, không biết. Ở các, chưa ban đêm để chế nên hèn, thì các nước thế giới nó đều lặng yên, cũng như Thầy nó lặng yên có thử đi người lại. Còn mình ở đây muốn biết cái Thầy là ai, mình mới lặng ở đâu tìm hiểu. Chi thiền nhạc là cái khúc nhạc của Thầy hát. Thiều là cái hồi xưa mà cái máy hát giới thiệu, người ta hát phát ra. Cho nên cái thiền nhạc là khúc nhạc của Thầy hát. Đừng những câu tỉ ní dung hồn cho người lành giải bắt nôn cuối đầu trước quy Phật pháp rồi nè. Nhưng Đức Thầy Nhật nó Đức Thầy khen Nhật rồi, biết cái Thầy Phật. Biết nó mấy công Đức Thầy đưa về đài. Mà hồi đó cái mà Nhật nó đạo chánh Phật pháp đó. Nhật nó cũng tôn trọng Thầy đó. Đồng để Thầy đưa đi về đài. Còn pháp nó không có đường Thầy chơi nè. Còn mà đoạn văn là mắt đen thấy mắt trắng lò, ma Phật mới ra vô tù. Lúc cái này ông Phật xuống đây dạy đạo mọi người sát của người Việt Nam. Là con mắt trong đen này, giữ thầy. Thấy con mắt trắng lò, Pháp nó không có được, mắt nó trắng mà bạc bạc bực bực á. Nó ngủ quán bắt chết, nó bắt ông Phật đi, giờ chỗ này giờ chỗ kia hoài. Cho nên Đức Thầy chê ông Pháp. Học xuống đây mà không biết gì hết, mắt đen là thấy mắt trắng lò. Mắt đen là Đức Thầy là Phật, con mắt Phật nè, nó đen hay còn đen nè, thấy mắt trắng lò nữa, mày tao Phật còn đây không biết. Đây cứ giờ đi hoài. À, bây giờ đi hoài ha. Thấy không? Thấy mắt trắng lò là không thấy đường. Trời ơi, mày mở mắt trong cháu mà không thấy, mày mắt đục. Giờ Phật ma, thấy không? Nó Phật cái con ma nó kè là Phật. Chưa đâu, còn con ma nữa nè. Con ma này, ma này là thôi để bụng như biết là Phật ma. Ma. Cương sĩ. Tuy nhiên mới vậy đó. Nhiều khi đừng ra trở lại thì hết luôn. Nói lâu nó cũng trở về. Cuối cùng cũng đạo chơi lãng sao. Vì lòng chưa có nung nao thì đi nhân vật mà không làm lại. Hèn con nữa mà. Phật cái ma hèn cái nữa cái mới cái bậc. Hai quán giữa ma không? Có gì? Ma kia hết giờ tới ma nọ. Nó vậy biết đâu. Thấy không? Có duyên thì đi đó. Thì Đức Thầy nói là tại mình không thông cái này. Có thường thường đấy. Ai giống mắt đen thấy mắt trắng lò. Ngay khi mình đọc giảng thì để tôi theo cho mình không biết cái câu cái lý đó của thầy. Chứ tôi không nói dạng như ra thì mình nó hiểu lầm đó. Còn cái người tôi là cái gì? Có mắt đen tức là Đức Thầy mà làm có mắt duyên với nhau. Mượn cái giác này rồi nhìn thấy nó. Thấy mắt trắng lò bây giờ này không sao tôi thấy.
nên là vậy tao hoài mệt quá. Có duyên thì có duyên, chỗ chùa nghe sáu, nghe sáu ngày chùa nghe sáu, nghe chùa nghe sáu lên trời già tay khéo phải luôn sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui chăn canh đúng những thục tuổi đó. Mỗi nhà đều tám trong dân chúng lắm người dễ dàng chúng này bạn thì thắng thầy nêu rõ cơn đỏ đâu rồi giai đoạn nào giai đoạn nào thầy nêu hết rồi. Từ tháng là ngày nói tâm trọng cái ngày đó, từ tháng là ngày từ tháng tháng đời nó diễn biến không có cái nào ăn cái đời nó khổ mà cái đời vậy đó chị tu nó quậy không chứ khổ còn cái đó là nó cái câu mà trong cái bài mà tự tháng đó Quỳnh Tư mà Đức Thầy có nói trong một đoạn đó mắt đen thấy mắt trong lò Phật ma Phật mới ra giải tuồng là Quỳnh mới giải rồi đó là mắt đen là như thế nào mắt trắng lò là như thế nào Quỳnh giải rõ ngay chỗ đó cho Đức Thầy xuống giải đạo á. Dạ. Thì Đức Thầy là con người của Việt Nam mượn nhầm một sắc nhung mì hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta tạm dắt nhân danh khỏi ái hà tạo xác Quỳnh danh thanh sắc trẻ nè. Thì cái xác của thầy là người Việt Nam mà ở miền Nam nước Việt, người Nam con mắt cái tròng đen mà ông Phật ông ở trong cái xác này rồi mượn rồi nhưng mà tôi hỏi anh Tư theo như anh Phật ông mượn xác thầy mà xác thầy có thể thành Phật luôn không, cái xác thầy nó sao thành Phật luôn hay là ông cái là ông làm mượn xác mà cái xác thầy ông đó ông Phật sao? Còn nữa rồi để cho anh Tư nói chúng ta để anh Tư nói tới luôn. Thì con mắt đen á tức là chỉ cho Đức Thầy. Ngài nói con mắt đen là chính là ngài là con mắt đen, con mắt tròng đen chứ không phải là không thấy đường, nhưng mà mắt đen thấy mắt trắng lò tức là thời kỳ của Đức Thầy là đồng ý, đồng ý tôi là nhất quyết là đó là tôi đồng ý Quỳnh cái nói con coi thì pháp thuộc thằng pháp con mắt trắng đục. Dạ, đúng rồi. Trắng đục mà Đức Thầy nói nó mà nói thẳng nó con pháp á, con mắt trắng lò nó không nhìn thấy Phật bởi cho nên nó gặp Phật mà nó cứ bắt đi hoài, nó giờ tới giờ lui giờ chỗ này chỗ nọ hoài nó sợ rẹo chắn nó đi. Ý nói là mắt đen thấy mắt trắng lò Đức Thầy chê nó không biết nó không biết Đức Thầy là Phật. Mà Thầy chê thẳng nó luôn, nó là con ma nó theo hại Phật, Phật ma à, thôi giờ đoạn sau nữa mới có hết con ma này rồi thêm con ma nữa mà không giờ không bữa nay là Huynh giải con ma này là hay lắm đó nghe, hồi đó giờ không ai giải con ma này là hay lắm rồi đó. Phật ma Thầy nó kêu là ma rồi, ma là thằng Phật, Phật ma rồi ma mới là Phật, còn cái con ma nữa. Phật ma là ma mới có Phật mới ra giải thuận. Dạ dạ tay khác có luôn. Cái đó là ma sự chưa nói ma tâm, còn nói ma tâm nữa. Già nó xấu xí, trời thời kỳ nó không tốt. Chữ già là văn nheo xấu xí không tốt, đời nó không tốt gì cả, trời đời tin cái gì nó không. Phật ma là ma mới có Phật. Chúng ta trở lại đèn hết luôn. Ít lâu nó cũng trở về. Từ đây cách việc sao mạng, ăn người tâm đạo đừng đông như vậy. Ít lâu cũng như vậy, về chứ không về. Đó, bỏ công việc thì không được đâu. Không nghĩ được gì. Về đó có mặt cứu rồi. Thấy không, vậy là mắt đen thấy mắt trăng lò như vậy. Thì cái đó là tự tôi hiểu thôi. Chứ sếp đâu có giải. Mình coi được cho mình cái gì nhắc. Còn cái câu mà 5 canh, giờ 3 canh 1 rồi sếp cũng đâu có giải. Đúng rồi. Rồi hả, năm giờ chưa nữa sếp cũng đâu có giải. Đâu có giải. Để cho cái đó mình lận. Cái đó mình lận. Mở câu lễ nhâm sâu nghĩ suy cho cản mà cũng. Thì nó vậy là tôi đọc đoạn văn này á, Đức Thầy có viết trong Thanh Tâm. Nhưng mà anh em đọc không nhớ nổi đâu. Mà cũng không chi được nữa. Đoạn văn như thế này. Giảng lý trường thành khí khâu chương. Ông Thanh Tâm ông hỏi Đức Thầy nhưng mà chưa có thông được, chưa hết ý. Đức Thầy sau khi mà quả bài ông Thanh Tâm xong rồi, Thầy quả thêm cho thêm nữa cho nó sáng tỏ lên. Nhưng mà trong đồng đạo mình mấy thầy nho nghĩ không được, thành ra không ai bàn được. Hồi xưa mấy ông đời trước giải phóng ai bàn dữ lắm mà, nhưng mà không nổi. Giảng lý trường thành khí khẩu chương, thanh thông tiết hạnh dĩ lương thường, dị nhân tái thế từ bi thiết đào tị lâm xà có bệnh. Mình chấp nhận rồi, mình phục quá trời phục rồi, mà mình đâu có lỗi rồi. Phải lo tu đạo nhân đạo làm người trước đi. Thanh thông là trong sạch, tiết hạnh chỉ cho người nữ, dĩ luân thường là để đạo nhân làm người tu đi. Dĩ nhân tái thế từ bi thiết, Đức Thầy là bậc dĩ nhân, thiết là nói dĩ nhân đó, từ bi thiết thương mình là ông Phật nói rồi. Tạo đi lánh thân đi, lâm xà mới thoát quả ơn. Cái quả này kéo dài lắm,
tới Long Trà mới được, chưa tới Long Trà chưa thoát. Chữ đào thị á, chữ đào thị trước á, đào là lấy nặng, không là lấy nặng, ai biết đường phải sớm đâu đào nè. Cái nội lý mà nhờ mà nhỏ à, đứng năm nhiên nhận địa thờ vậy mới gọi công an thống chí, thì mình lo mà tu, làm biết mình tu đó, nhưng mà tới Long Trà mới được. Tới Long Trà à, để Long Trà chưa tới Long Trà chưa được đâu, nhưng mà nhờ cái chỗ mà chợ Ba Cánh Một đó, cái đó mới hiểu đó, chứ không dễ gì hiểu. Cái thần tiên họ mua con dậu làm quà sao, cái làm quà đó biết từ nào chưa rồi, 12 năm nó có một lần. Còn cái vấn đề mà bộ sổ danh sách đó, thì Đức Thầy cho biết rằng là Hương Hải Tan Điền Ngạc Trang Yên, Thiên Địa Diệt Giang Dĩ Thiện Viên, cái đó là thời cuộc Cơ Thâm Quả Diệt từ để có bộ máy thiên cơ ác ở quyền là khổ, từ ngày chia đất từ khổ nữa. Đức Khởi như những giai tiền định, nhưng quần lai thì cũng là nhiên. Đức Khởi nào thì Đức Khởi vừa đầu là đủ số rồi. Đức Thầy nói tôi còn mất cái này nãy đó, thì vậy là đủ 80 năm thôi. Giờ ngoài 80 năm rồi, đúng với ngày thiên đình nó định là năm 89 là đủ số rồi. 10 phút nữa thôi do ăn cơm. Nhưng quần lai thì cũng là nhiên. Thì chừng nào mới đăng lên thơi qua năm Đức Khởi Phật Trời Định Thái. Nói thì mới biết này, cho biết thiên đình đã lập một số mới đạo rồi. Đâu rồi, năm Tý trả cho ông hành rồi. Mọi người không mơ đạo. Năm Tý là giao ông hành rồi. Bởi vậy cái trận dịch đó là trận binh trời. Binh trời. Binh trời. Chứ không phải bị thường. Qua cái vậy, cái từ từ cái như vậy bắt đầu tiến lên. Đi từng chập, sống có cơn. Sống có cơn. Thế vậy nó kéo dài. Thì từ đây nếu mà bắt đầu cái năm mèo này rồi tới năm hội nữa dồn luôn. Thì đi tới luôn. Dồn luôn. Không có nghỉ nữa rồi. 12 năm dừng lại cho cái chút rồi. Tí số. Quay dần thì cũng bây giờ rồi nhưng mà chưa. Mẹo cuối cùng. Thì đi luôn. Luôn. Đủ chừng nào 5 năm 6 tháng mới lập đời. Tính sao đủ 5 năm 6 tháng. Không có được rồi đi tới đó. Tại giờ nè, tôi đến nè. Tí số dần mẹo thìn đủ 5 năm. Lọt qua nửa tháng nữa, 6 tháng nữa lọt qua nửa tháng. Ờ, đó là cái năm thìn. Thôi giờ đọc nguyên văn nha. Phật thầy cho biết nè. Tháng 7 đã nổ cầu ai. Trung thu xuất hiện chẳng sai đâu rồi. Nói rõ rồi còn nói ngày tháng. Nói tức thầy bị giết hết thìn lập nhân bằng hồ ra. Nói bên đây kiếm bên kia. Chứ còn không nói chung nữa. Tháng 7 đã nổ cầu ai. Thì hết tháng 6 rồi, đủ 5 năm rồi, 6 tháng rồi. Tới tháng 7, tới đợi. Đá nổ cầu quay mà giặt năm nước bánh rồi. Trung thu xuất hiện chẳng thể đâu là rằm tháng 8 của năm Tỵ rồi, có lợi là như vậy. Đâu còn thời gian nữa đâu. Trung thu là rằm tháng 8. Không lẽ nói ngày rằm tháng 8. Ông Phật không nói trung thu không biết đâu. Trung thu gì đâu đó không? Ừ. Trung thu là cái rằm tháng 8. Nhưng ngủ tháng 7 năm Tỵ. Nói nổ, cái vậy đó. Chuyện này nó mình nói thì mình hiểu vậy thôi. Bây giờ tu. Nhưng mà mình tu không đủ. Mà bộ danh sách ta lập rồi. Còn từ cái năm Tý Túc Hợi, Tý Sửu dần mẹo thường Tỵ trở về 5 năm 6 tháng này là giới giới không. Không có bộ chính thức. Mình tu trước rồi đó là có bộ. Tu trước ta ghi vô bộ sanh tử. Đã ghi bộ sanh bộ tử chẳng rồi. Lập trọn rồi là hết rồi. Dù là mình tu cái này là 20 năm nay rồi trước rồi. Dạ, được chưa? Ta ghi đậu hết trơn. Dạ được rồi. Bây giờ đó là mình thấy mình từ mà tu quyết tới giờ là giới giới không. Thì chú chơi là giới không. Tư ơi, bây giờ mình thấy tu còn thấy có kịp không? Mà Đức Thầy nói là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đó. Mà bây giờ mình thấy mình tu có kịp không? Cái Bính Tý là đi dừng lại cho mình tu mà. Còn cái giới giới là tôi kể từ cái năm Năm đầu đó. À, đầu năm tí tức thời là thiên đình nó đỉnh đầu tức thời nhị niên giai tiền định đó, còn lai thượng cổ mới bình yên. Nhưng chừng nào mới đặng thời qua năm tức thời bây giờ định thân là tức thời sau là hết rồi, chừng nguyên con giáp thì cho rồi từ tí chí hội đó nói chung được
được, nhưng mà phải là giá dớt, còn xét danh sách bộ khẩu. Tức là nhị niên gia tiền định đó không? Ờ, đã định rồi. Định là năm đó là đã hết đời rồi. Dạ. Bởi vậy khi mà hết đời rồi thì anh Tý trả cho ngũ hành. Trả ngũ hành nó mới làm việc được. Ai chúng bộ tử là mới đi. Còn bộ xanh thì chưa lại, nhưng còn nữa. Như chết đâu. Bởi vậy Nam Tàu thì ông giữ bộ xanh. Bắt đầu ghi giữ bộ tử. Đưa cho bên ngũ hành ta làm việc. Cho nên ta có danh sách sẵn sợ. Bởi giờ anh muốn chết chừng đầu lâu chết à. Nó không cho đi ngang đẩy mình cái văn hồn ra vẫn còn cái câu mà thầy nói là mèo lui rồng tới bay vững, cái đó là cũng là mới phát hiện thôi, chưa mới có khởi đầu xưa thôi, cũng là địa nghĩa thi chiến cũng vậy. Dạ. Kỳ này cũng vậy thôi. Dạ. Nó diễn biến răng vậy đó, không có chân trời. Dạ. Thì bây giờ đâu còn gì nữa đâu. Hồi nào chứng kiến nếu mà ai mà không tin 2 năm Covid tôi coi cả gia đình không có cơm ăn coi nghĩ thế nào. Yeah. Thì nó có khổ cỡ nào không? Khổ dữ lắm. Mà tại vì qua cơn rồi mình đây. Thôi đi nghĩ thì chỉ đây thì Việt Nam nên không có thấy ông ấy lắm rồi. Không ai sao không được. Bây giờ dán định hiện cho cá cá đang mơ cho nó mở cái điện quang cho coi. Rồi chúc ông được tốt nha, thấy ăn rồi tốt đó. Mình điểm thật sao cho nó có điện quang, có điện quang thì ông điện động quang, thấy không? Tu sao sáng như ông Tư này chứ, nhìn ra là sáng láng gì mới được chứ. Cho đó mình hành đạo cái gì nó sáng. Để quê đâu? Dạ ở mà Chùa Trang, ngang Chùa Trang. Ở trên á, khó lắm. Vấn đề tiết lộ mà quá nhiều cũng bị quở nữa. Dạ. Nhưng mà mình nói với những người có đạo thôi. Dạ. Còn người không có đạo mình nói bừa bãi quá. Mình nói theo dân tự của thầy thôi. Chứ mình đâu có nói gì ngoài là cái dân tự của thầy đâu. Thôi. Mình dạ. Đọc lại rồi mình mới chích cái khoảng nào khoảng nào. Dạ 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 dạ. Bây giờ hôm nay là thầy có nói một câu nói gì nè. Anh Tư giải câu này cho trong cộng đồng mạng nghe rõ. Thầy nói là Tây Phương thật quá xa ngàn, thương xót năm kỳ lại An Giang. Tức là Đức Thầy đã xuống đây. Tại sao không có chỗ nào xuống cho mà phải xuống cái vùng đất An Giang này, mà cái vùng miền đáy núi này, mà đến ngay cái chỗ trung tâm này, phải không? Thành thử ra hôm nay mình không nói làm sao mà cái những người ta mà muốn tu mà để mà ăn chay niệm Phật để giải thoát. Bây giờ mình không nói làm sao thương xót năm kỳ lại An Giang. Dạ đó. Đó thấy xâm làng thêm mất chán, yêu đời mê muộn lắm mầm gan đó. Tôi nói đó cái đoạn đó không nói đâu, nó An Giang. Dạ. Bây giờ